60. Chào mừng các bạn đến với bản tin nóng ngày 10 tháng 10 trước thềm trận đấu Việt Nam-Malaysia. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức chính sau đây. Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ ra 3 ngòi nổ nguy hiểm nhất của đội tuyển Malaysia. Việt Nam đấu Malaysia cuộc chiến đường biên. Tuyển thủ Việt Nam tiếp tục tung hỏa mù trước trận đấu với Malaysia. Đặng Văn Lâm được chỉ bài để giữ sạch lưới trong trận Việt Nam-Malaysia sắp tới. Và sau đây là nội dung chi tiết. Hai mươi giờ hôm nay, ngày 10 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ đón đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ lượt đấu thứ 3, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 23 cầu thủ đăng ký trong trận tư hùng tại Mỹ Đình ngày hôm nay. Trong buổi họp báo trước trận đấu, thầy Park đã có những chia sẻ xung quanh đối thủ Malaysia. Đối thủ của chúng ta, đội tuyển Malaysia đang có những hoàn thiện về chất lượng, họ đang rất mạnh với sự góp mặt của những cầu thủ nhập tịch. Những mũi giáp công đáng chú ý gồm có số 20 Siafit Ahmad có khả năng xuyên phá khá tốt, số 11 Safawi Rashid và số 13 Mohamadou Soumaré là hai cầu thủ chạy cánh rất nguy hiểm. Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng tại AFF Cup 2018, tuy nhiên đó không quá quan trọng. Thời gian đã qua đi và đối thủ của chúng ta đã khác. Ngày hôm nay sẽ là một trận đấu sòng phẳng nhiều khó khăn và đội tuyển Việt Nam rất cần sự tập trung. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Chung-hwa cũng rất tự tin vào khả năng giành chiến thắng của đội nhà. Trong bóng đá thì không ai có thể nói trước điều gì. Ở hai trận đấu với AFF Cup 2018, chúng tôi đều thua và không thể ghi được bàn thắng. Nhưng đó đã là quá khứ, có thể mọi thứ sẽ thay đổi vào ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cố gắng không lặp lại ký ức buồn đó. Chúng tôi không có lực lượng tốt nhất, tuy nhiên chúng tôi vẫn còn những cái tên đủ sức thay thế. Ngày hôm nay, Malaysia sẽ chơi sòng phẳng với đội tuyển Việt Nam. Với chiến thuật 3-4-3 phòng ngự phản công chứ danh, huấn luyện viên Park Hang-seo rất chú trọng đến những miếng đánh chớp nhoáng khiến cho đối thủ trở tay không kịp. Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam sở hữu những cầu thủ tốc độ như mũi tên xé gió ở hai cánh. May mắn cho phù thủy Park là chúng ta trước đây có Phan Văn Đức, hiện tại là Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Trọng Hùng. Bằng những bước chạy thần tốc trong một ngày thi đấu xuất thần, Trọng Hùng và Văn Toàn có thể sẽ gieo rắc nỗi khiếp sợ xuyên phá bất kỳ hàng phòng ngự nào của đối phương. Huấn luyện viên Park Chung-hwa trong cách tổ chức lối chơi của Malaysia gần như dựa vào sức sống mới của bốn ngoại binh nhập tịch Soumaré, Brendan Gan, Matheus Davies, Corbin Ong. Trong số này, Soumaré cực kỳ nguy hiểm với nền tảng tốc độ nhanh như chớp. Tiền đạo gốc Gambia là một trong những cầu thủ có tốc độ khủng nhất khu vực Đông Nam Á. Hai bàn thắng trong trận thắng ngược chủ nhà Indonesia chứng minh rõ nét cho sự nguy hiểm tốc độ tia chớp của Soumaré. Từ pha phản công mạnh, Soumaré bứt tốc cực nhanh, xông thẳng vào khu vực 16m50 rồi dứt điểm vào góc xa ghi bàn gỡ hòa cho Malaysia. Ở bàn thắng ấn định tỷ số 3-2, tiền đạo này cũng dùng tốc độ như hack game, bất ngờ có mặt ở khu vực 5m50 rồi nện bóng xé lưới thủ môn Indonesia. Trong hai tình huống này, hàng thủ Indonesia gần như bất lực bởi tốc độ của Soumaré quá nhanh và quá nguy hiểm. Không chỉ có Soumaré, Malaysia còn có Siafit Ahmad và Safawi cũng rất nhanh nhẹn và khéo léo. Cho nên có thể nói trận Việt Nam đại chiến Malaysia sẽ rất khốc liệt với màn so tài không khoan nhượng ở hai biên. Tương quan lực lượng ở cuộc so tài tốc độ này là bên 8 lạng người nửa cân, Malaysia có chút ưu thế về địa hình lối chơi cản lướt với cặp Soumaré Matheus Davies bên cánh phải và Corbin Ong Safawi Rashid ở đối diện. Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Trọng Hùng thậm chí là Nguyễn Công Phượng bất lợi với thể hình mỏng hơn, nhưng bù lại các cầu thủ đội chủ nhà kết hợp khá hiệu quả giữa tốc độ và sự lắt léo. Những pha đi bóng thần tốc xông thẳng vào khu vực 16m50 của Văn Toàn, Công Phượng, Trọng Hùng rất dễ tạo đột biến cao. Hơn nữa, với Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng phối hợp rất ăn ý, hai đường biên của Rồng Vàng tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm và bất ngờ hơn. Một điểm đáng chú ý nữa là đấu pháp 3-4-3 của Việt Nam chú trọng yếu tố tốc độ, đơn giản và hiệu quả. Khả năng thoát pressing chuyển đổi từ thủ sang công của các hậu vệ, tiền vệ đội chủ nhà rất tốc độ nhuần nhuyễn. Chỉ cần 1 đến 2 đường truyền là các tiền đạo phía trên có ngay cơ hội ghi bàn. Ngược lại, sơ đồ 4-2-3-1 của huấn luyện viên Park Chung-hwa áp dụng cho Malaysia thiên về sự chắc chắn hiệu quả. Các bàn thắng của đội khách chủ yếu xuất phát từ lão tướng Talaha trong vai tiền đạo cắm và ba mũi khoan phía sau là Soumaré, Siafit, Safawi Rashid. Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng trước trận gặp Malaysia vào tối ngày hôm nay. Ở trận tập áp chót vào lúc 19 giờ ngày 9 tháng 10, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã để lại dấu hiệu đáng chú ý.
Nhiều người bất ngờ khi thấy đội tuyển Việt Nam mặc áo đỏ bã trầu. Đây là màu áo đã cũ, 2 năm qua hiếm khi thấy đội Việt Nam sử dụng. Bên cạnh đó, áo cũng không có số như các buổi tập trước. Điều này dẫn đến sự tò mò của nhiều người. Có ý kiến cho rằng đây là dụng ý của huấn luyện viên Park Hang-seo như một cách lấy may. Ý kiến khác lại suy nghĩ có vấn đề về trang phục nên đội tuyển Việt Nam phải mặc lại đồ cũ. Dù mặc áo không số, quần đùi của các cầu thủ in số như thường lệ, ứng với từng cái tên. Bên cạnh đó, Malaysia là đối thủ quen thuộc, biết rõ mặt các cầu thủ Việt Nam, nên khó có chuyện huấn luyện viên Park Hang-seo muốn giấu nhân sự. Trước trận đấu với đội tuyển Malaysia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 cái tên. Nguyễn Trọng Hùng cùng Nguyễn Việt Phong là hai cái tên gây bất ngờ, cả hai là luồng gió mới trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Công Phượng vẫn sẽ là cái tên tạo nhiều nguy hiểm cho Malaysia. Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam hay U22, U23 chưa từng thua Malaysia nếu có Công Phượng góp mặt trong đội hình. Một cái tên khác cũng rất được chú ý là hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Đây là hình ảnh tập luyện đầu tiên của hậu vệ sinh năm 1999 được ghi lại ở trận tập trung lần này của đội tuyển. Hai cầu thủ không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận Việt Nam-Malaysia là Văn Kiên và Xuân Mạnh vẫn tập luyện bình thường cùng cả đội. Cả hai giữ vững tinh thần vì vẫn còn cơ hội được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên vào danh sách cho trận gặp Indonesia vào ngày 15 tháng 10. Trận đấu với Malaysia sẽ là cuộc đối đầu không dễ dàng. Hàng công của Malaysia đang mạnh lên và đó là thách thức đối với thủ môn Đặng Văn Lâm cùng các đồng đội. Anh chưa từng để thủng lưới trước Malaysia ở sân vận động Mỹ Đình và hy vọng điều ấy sẽ tiếp tục tái diễn trong trận đấu diễn ra vào tối ngày hôm nay. Trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia, huấn luyện viên người Hàn Quốc có thể yên tâm với vị trí gác đền trong khung thành của đội tuyển Việt Nam với sự chắc chắn của thủ môn Đặng Văn Lâm. Cầu thủ Việt Kiều này vẫn đang thể hiện phong độ cao trong màu áo của câu lạc bộ Mông Thông United. Ở buổi tập vào tối ngày 9 tháng 10, Văn Lâm cũng liên tục được huấn luyện viên thủ môn Trần Minh Quang có những nhắc nhở riêng, đặc biệt những ám hiệu mà vị huấn luyện viên này thực hiện chứa đựng hàm ý phải chú ý tới những tình huống bóng bên cánh trái. Đây là vị trí mà Malaysia sở hữu tiền vệ Sumaret đặc biệt nguy hiểm. Ông thầy người Hàn Quốc đã thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến Văn Lâm liên tục có những tình huống bay người bắt bóng chính xác. Và nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Văn Lâm sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của đội tuyển Việt Nam trong khung gỗ ở cuộc đọ sức với Malaysia vào tối ngày 10 tháng 10 hôm nay. Dù vậy, Văn Lâm vẫn sẽ phải tập trung ở trận đấu tới bởi Malaysia vẫn sở hữu những tiền đạo rất nguy hiểm như Sumaret hay lão tướng Talaha. Tuy nhiên
về mặt thể lực, nhà chiến thuật là một thứ rất là tốt, và chúng tôi chuẩn bị thêm nữa để có thể các cầu thủ tôi có thể có một cái sự kết quả tốt nhất vào đội ngày mai và có thể tiến được xa hơn trong vòng loại World Cup 2022. Xin chào mọi người.